Wow. À, Quang Lê nhớ là cách đây khoảng 8 năm, Quang Lê có đến Seoul một lần để mà quay thu hình cho chương trình Pressman 89. Bây giờ là cũng thấm thoát là cũng 8 năm trời rồi mới được trở lại đây. Wow. Hôm nay là toàn các bạn trẻ không à? Các bạn trẻ rất là nhiều. Không biết là các bạn trẻ có hay nghe nhạc bolero không? Như vậy thì thôi bây giờ Quang Lê sẽ hát một cái bài mà quen quen trước. Cái bài này Quang Lê nghĩ là hát là các bạn sẽ thích. Một bài hát nổi tiếng lời Diêm Thơ của cố nhạc sĩ Hoài Linh. Bài hát này các bạn có biết bài gì không? Thấy không, bây giờ có một số bạn là đã biết rồi. Nhưng mà chỉ cần trở nhạc lên là các bạn sẽ biết bài này là bài gì. Quản lý mà không biết là đừng cạn lời. Buồn lửa xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa bóng người em, thầm ước những nào đâu dám nói, thế tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lòng mong chân tay chắc. Trời đông ngay gió mùa bằng lâu kiếm chắc về không nói chiếu nắng cao nắng đều thì vui bớt lắm chi nhiều. Bên nhau sao tình xa mà đi cách biển mây sơn. Lâu vắng không người sao.
thiên lãng dừng.